này mẹ mới mua cái xe đi này sang là siêu nhân đó. Ui phết. Ô, ở đây có nhiều hòn đá đẹp quá. Nhặt cái này về nhà mình chơi đánh chắc. Rồi. 1 2 3. Có nghĩa là hai chị em chơi sẽ phải cần đến 20 viên. 2 4 6 8. Thì 20 viên hai chị em chơi thế là được không? Rồi mình đi về. Nó không có cái túi mà. Đá này đẹp mà. Mình sẽ đi ra lấy xem. Mẹ mới mua cho cái xe mà sao này nó lại đập bẹp mất xe của mình rồi. Mẹ mẹ mắng chết rồi. Sao? Con hỏi cái gì nữa, chị đang buồn lắm. Để đây. Làm sao? Em có biết không? Chị đi ra, chị phải nhặt mấy cái hòn đá này để mang sang chơi với em. Quay ra, đứa nào nó đập bẹp mất xe của chị rồi. Để lúc nãy em sửa cho. Làm sao em biết sửa, làm sao đừng nó bẹp như thế này rồi. Làm cái gì đấy? Tôi phá của chị nhá. Không phá. Bóp vào đây. Ơ nó lại thành cái xe của chị rồi này. Nó không phải nó bị đập bẹp à? Đúng rồi. Ha, chị ngốc trong cái xe lại còn gặp được vào cơ mà. Thế không phải là bị bạn nào đập bẹp à? Đúng rồi. Thế chỉ là bạn ấy trêu chị thôi à? Làm chị ra quên bao nhiêu nước mắt rồi. Không biết nó còn đi được không à? Để em đi cho. Vẫn đi được bình thường đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, thế mà chị này thường bị nó đập bẹp, khóc mất bao nhiêu là nước mắt. Lại đang bảo chị tại mình cái cục đá này thôi nè. Đấy, nhặt đá sang nhà em chơi ấy. Ôi mày quá, mày không bị làm sao rồi. Nào đi lên đây đèo về nhà em chơi. Ôi trời, em sợ lắm. Này chị... đây. Không. Thế thôi em đi xe đi rồi chị đi bộ đằng sau. Chị đi đằng sau. Về nhà em chơi đánh chắc. Xịch xình xịch đoạn tàu xình xịch tu tu xình xịch. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.